Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình lần trước với chủ đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ ở độ tuổi 30, chúng ta được trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc, nguyên trưởng khoa sản Bệnh viện Thanh Nhàn. Và trong chương trình lần này, bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và chia sẻ những lời khuyên để chị em biết cách chăm sóc sức khỏe cũng như là giữ gìn hạnh phúc gia đình. Xin chào bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào Ngọc Trang, chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa bác sĩ, ở độ tuổi 30 thì người phụ nữ dường như là phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như chăm sóc con cái, gia đình, rồi là công việc ngoài xã hội. Và người phụ nữ phải gồng lên để có thể hoàn thành tất cả những mục tiêu trong cuộc sống và không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Và một trong những cái điều mà phụ nữ ít quan tâm đến đó chính là chế độ dinh dưỡng. Vậy không biết là bác sĩ nghĩ sao về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe người phụ nữ? Ở tuổi 30 này, cái chế độ dinh dưỡng cần gì? Ngoài cái chuyện bổ sung những cái mà chúng ta đã mất đi, chúng ta lại cần phải duy trì để phát triển cho cái sức khỏe của chúng ta bền vững, đó là tăng cường hệ miễn dịch, đó là tất cả các cái chất mà trong thiên nhiên chúng ta có, chúng ta thường hay gọi là vitamin và chúng ta thường hay gọi chế độ hoa quả tươi. Nhưng rõ ràng là hiện tại bây giờ, cuộc sống hiện tại bây giờ, hình như chúng ta đang bị mất cân bằng. Các chị em đang có một xu hướng là một là chỉ ăn chay thôi để hy vọng là người nó nhỏ đi, nhưng bạn sẽ thấy rằng là nhiều người ăn chay rất to. Chứ đừng có tưởng rằng là ăn chay mà làm người nhỏ. Và cũng như là chúng ta chỉ ăn thịt thôi, tất cả sự mất cân đối đó nó đều ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Mà chúng ta muốn là có một chế độ dinh dưỡng cân đối, hòa hợp giữa lao động, học tập, làm việc, nghỉ ngơi thích hợp và một chế độ đầy đủ vitamin. Theo như những gì bác sĩ chia sẻ thì việc ăn uống đầy đủ cũng như là nghỉ ngơi đúng giờ giấc sẽ giúp cho người phụ nữ có sức khỏe tốt. Nhưng bên cạnh đấy thì ở độ tuổi 30 thì dường như là nội tiết tố thay đổi dẫn đến những cái bệnh phụ khoa. Vậy bác sĩ có thể đưa ra những cái bệnh lý nào mà người phụ nữ thường gặp phải ở độ tuổi này? Bắt đầu ở tuổi 30 thì qua các báo cáo nghiên cứu khoa học thì chúng tôi thấy rằng là ngoài cái viêm nhiễm phụ khoa nó đã làm ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt lao động của chị em, thì có một cái nguy cơ mà chúng ta phải hay đối mặt, đó là các cái bệnh của khối u. Những khối u lành tính như u xơ tử cung, như u nang buồng trứng, chúng ta còn phải đối mặt với cả ung thư cổ tử cung, là một những cái ung thư chết người hoặc là những cái ung thư vú chẳng hạn. Thì chúng ta đã thấy rằng đấy là những cái đối mặt mà có thể cướp đi mạng sống cũng như hạnh phúc của chị em. Vậy không biết là những nguyên nhân nào dẫn đến bệnh u xơ tử cung ạ? Bệnh u xơ tử cung thì và chúng ta sẽ thấy thế này, ở bệnh u xơ tử cung người ta không tìm được nguyên nhân. Nhưng mà trong cái số bệnh nhân đó, số bệnh nhân mắc u xơ tử cung thì người ta lại thấy gặp là có thể hay gặp ở những người đẻ nhiều, nhưng cũng có thể gặp ở những người đẻ ít. Và rồi người ta cũng thấy ở những cái người mà có cái nồng độ estrogen, tức là mất cân bằng về hormone, cũng gặp nhiều. Đấy, và cái nguyên nhân của nó nếu mà tìm được đúng nguyên nhân ấy thì cái bài điều trị nó dễ. Nhưng vì là nó không rõ nguyên nhân và người ta chỉ thấy trên cái quần thể bị u xơ tử cung đó người ta hay gặp, thì người ta thấy rằng là cái bệnh u xơ đó hay gặp ở những người đó. Đấy, có những sự mất cân bằng về nội tiết tố estrogen. Cho nên là có cái xu hướng là khi điều trị u xơ tử cung thì người ta sử dụng điều trị các loại thuốc để mà khống chế cái hormone đó đi, hoặc là người ta mang thấy là có những cái tính, gọi là tính, gọi là tính gia đình. Ví dụ trong gia đình bạn, mẹ hoặc bà bạn hoặc chị bạn bị thì bạn cũng là nguy cơ dễ bị. Vậy hiện nay thì đã có những cái phương pháp nào để có thể điều trị dứt điểm bệnh u xơ tử cung, và phương pháp kết hợp giữa đông y và tây y thì có những ưu điểm như thế nào? Xu hướng con người gần với thiên nhiên là cái quan điểm mà chúng ta phải học tập ở người Nhật. Người Nhật đã bắt đầu thấy rằng là ngoài vấn đề thuốc của chúng ta ra thì các cái thực phẩm chức năng mà chúng tôi muốn nói ở đây, tức là cái thực phẩm chức năng ấy, chúng ta có thể hiểu là cái tác dụng dinh dưỡng của nó chỉ là một phần thôi, nhưng khi đưa vào cơ thể nó có thể làm điều chỉnh lại tất cả các cái hệ thống, như hệ thống miễn dịch cho chúng ta, hoặc bảo vệ sức khỏe cho chúng ta, hoặc là nâng cao sức khỏe cho chúng ta, thì đấy chúng ta gọi là sức khỏe chức năng. Và cái Nga Phụ Khang đó là một cái sản phẩm mà 15 năm qua các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu được. Vậy bác sĩ có thể phân tích thêm về tác dụng của vị thuốc quý này trong việc điều trị u xơ tử cung ạ? Trong Nga Phụ Khang ở đây thì chúng tôi muốn nói đến các cái thành phần của nó. Chúng ta đã nghe thấy của buổi trước nói về Trinh Nữ Hoàng Cung, đó là một cái vị thuốc quý mà dùng để điều trị cho các cung nữ trong hoàng tộc, tức là nó rất là quý rồi. Và cái vai trò đó là nó khống chế các cái tế bào khối u và nó dùng để trong điều trị các cái ung thư. Thế nhưng mà ở trong Nga Phụ Khang thì cái thành phần của nó là một sự phối hợp hết sức hoàn hảo. Họ tận dụng cái vai trò của hoàng cầm, của hoàng kỳ,
của Khương Hoàng. Vai trò của nó là khống chế sự phát triển bừa bãi, nó cân bằng sự phát triển của tế bào bình thường, nó khống chế cái tế bào khối u và đồng thời nó cân bằng cái sự hủy hoại của tế bào theo chu trình. Thế thì cái viên Nga Phụ Khang này là cái viên mà nó có đã đem lại cho cái tác dụng điều trị của u sơ tử cung. Về giá thành của nó cũng dễ chấp nhận cái túi tiền của người Việt Nam. Tôi cho rằng nếu như chẳng hạn chúng ta ví như một cái điều trị phút chẳng hạn là với một cái kinh phí rất là lớn, hoặc là điều trị nút mạch cũng là những cái kinh phí mà đưa vào cơ thể là rất lớn, thì ở cái kinh phí dùng cho Nga Phụ Khang nó vừa túi tiền với người Việt Nam. Và chúng ta biết rằng thường người nghèo thì bệnh trọng, và cái sản phẩm này nó có thể phục vụ được đông đảo trong cộng đồng của chúng ta. Và trước khi tạm biệt những khán giả đang xem truyền hình, không biết là bác sĩ Nguyễn Minh Ngọc có những lời khuyên nào dành cho chị em phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi 30, để chăm sóc sắc đẹp cũng như là sức khỏe của mình. Việc đi thăm khám phụ khoa các bạn nên đưa thành một chu trình thường quy. Đừng bảo là bận nọ bận kia mà các bạn bỏ qua thời điểm. Chúng ta biết rằng 2/3 u sơ tử cung không có triệu chứng. Và khi đã có triệu chứng rồi thì nó đã ở giai đoạn muộn, đúng không? Cho nên là phát hiện nó tốt nhất chúng ta phát hiện ngay từ khi nó chưa cho chúng ta triệu chứng, bằng việc khám phụ khoa. Hiện nay chúng ta có vẻ đầu tư nhiều cho mặt, cho đầu, cho quần áo, nhưng chúng ta đầu tư vào trong cái mà chúng ta, cái bí quyết sự hạnh phúc của chúng ta thì chúng ta lại bỏ lơ, đúng không ạ? Thế cho nên là cái điều khuyên chúng tôi là các bạn nên đi khám phụ khoa định kỳ. Các bạn hãy biết rằng các bạn đang giữ một vai trò rất quan trọng, là chỗ dựa, là điểm tựa cho chồng, cho con. Quả thật là những lời khuyên và những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay, Ngọc Trang cũng như là khán giả cảm thấy rất hữu ích và sẽ biết cách để chăm sóc sức khỏe cho mình nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình Tạp chí Đẹp.